ti 110 Kalim Hàn Quốc nha anh em. Máy này máy đời cao, con này đầu số cao nha anh em, đầu số 12, đầu số 12 nha. Thường thường những cái máy mà đầu số 12 mà chấm kim vậy là nó sẽ máy máy giờ 99 nha. Đó. Thì con này là máy CT 110 riêng ở Sephora Hàn Quốc vậy, máy cực đẹp, rất là đẹp nha. Anh em nhìn vô lửa nha, thấy là biết nó vip cỡ nào rồi. Là cái màu nhôm nè, đó ha. Thì cái máy này mình bán cho anh em giá 5 triệu 3 nha. Cái máy này rất là đẹp, bán giá 5 triệu 3. Máy nguyên zin cực đẹp, sơn zin đồng bộ. Đó. Lửa sơn qua lăng à, qua lăng là như đập hộp nha anh em ơi. À, anh em nào kiếm lửa đẹp thì alo. Có thùng tải đẹp nè, lòng như mới à. Cái con này đời cao, cái mã nó không có cái mã CB4 nha anh em ơi. Cái đầu này con này là máy đời cao. Đó. Dòng CT nó rất là nhiều đời ha. Đời này mình cũng hiếm gặp nè. Cái máy này tuyệt đẹp luôn rồi. Tóc dữ luôn. Xanh lè hết. Máy bán bao zin không lay đồ, qua lăng còn quay được ha. Họ anh em mua về test nổ yêu em thì mình không bao, bán nhãn tính giá sát, bán như hình, hình sao hàng vậy nha. Nói chung là mình bán là quay clip nói rõ hình sao hàng vậy. Thì cái máy này rất là đẹp, vip như vậy. Và hình sao hàng vậy mình bán cho anh em giá là 5 triệu 3 cho một máy này. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha, 1933